Vâng, xin được kính chào quý anh chị em các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang bán cho quý anh chị các bạn hai cái siêu phẩm đến từ mẫu xe Toyota Fortuner, phiên bản cao cấp các bạn nhá, nhập khẩu nguyên chiếc. Cái mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng, còn mẫu xe thứ hai chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu phiên bản cao cấp. Mẫu xe thứ nhất là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng phiên bản cao cấp sản xuất năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe đã được trang bị cái hệ thống đèn LED và đèn LED ban ngày, đấy, hệ thống đèn tự động, đèn beam LED các bạn nhé, beam LED công nghệ rất là cao cấp rồi. Xe thì mới đi được có 3 vạn cây thôi, cả hai xe đều đi được có 3 vạn cây các bạn nhé. Sản xuất năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé, thuộc dạng hàng hiếm có tại thị trường Việt Nam ở thị trường Việt hiện tại. Hàng rất là hiếm có, mà động cơ 2.7, quan trọng hơn nữa thì cái xe này là xe hai cầu. Hai cầu bán thời gian các bạn nhé, hai cầu bán thời gian. Khi ở đường thành phố thì chúng ta có thể sử dụng được giống như xe một cầu. Còn khi ở đường đồi núi hoặc là khi ở đường nông thôn thì chúng ta có thể sử dụng hai cầu. Đấy, khi đi vào công trình chúng ta có thể sử dụng hai cầu các bạn nhé. Xe này đây. Đấy, ghế được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng này. Đấy, tất cả các hệ thống lên kính đều trang bị công nghệ tự động hết các bạn nhé. Có cốp điện này, có cân bằng điện tử, rồi có hỗ trợ đổ đèo các bạn nhé. Cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, công nghệ rất là hiện đại. Đấy, so với lại những dòng xe Toyota thì dòng xe này công nghệ hiện đại nhất rồi. Còn cân bằng điện tử này, hỗ trợ đổ đèo này, khóa vít xe cầu sau này, cây cầu điện này, hộp số tự động 6 cấp này, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hai dàn, có dàn trước và dàn sau, có hộp lạnh hết các bạn nhé, hộp lạnh đầy đủ hết. Đấy, lấy chuyển số trên vô lăng, cruise control. Đấy, và xe này đi hơn 3 vạn cây, lốp sơ cua chưa hạ các bạn nhé, lốp sơ cua chưa hạ. Đây, khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, xe bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý chị các bạn hay không, thì điều đấy là điều vô cùng quan trọng các bạn nhé. Thì nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những cái dòng xe này thì có thể gọi trực tiếp số điện thoại của chúng tôi 0939063333. Về giá cả thì có thể tiết kiệm được cỡ khoảng tầm 500 triệu so với việc các bạn mua xe mới các bạn nhé, tiết kiệm 500 triệu so với việc các bạn mua xe mới. Đây các bạn nhìn này, cực kỳ mới luôn các bạn nhá. Cốp điện. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Rất mới luôn, màu trắng các bạn nhá. Camera lùi, đầu DVD, camera lùi được trang bị đầy đủ hết cho các bạn nhá. Con này thì nếu mà khi mà các bạn mua xe mới thì có giá là 1.354.000.000, cả lắp thêm phụ kiện và đăng ký biển Hà Nội thì nó rơi vào 1.600.000.000. Tuy nhiên nếu anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì chúng tôi đang chào bán với cái mức giá có 895.000.000 thôi, tức là tiết kiệm cỡ khoảng tầm 700 triệu do việc các bạn mua xe mới. Đấy. Và mẫu xe thứ hai thì chúng tôi đang chào bán là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu hai cầu số tự động, là phiên bản rất hiếm có tại thị trường Việt Nam hiện nay. Xe đi có 3 vạn cây, như mới luôn các bạn nhé. Như mới, lắp thêm cỡ khoảng tầm 150 triệu phụ kiện. Các bạn nhìn này. Đấy, ốp 3 lớp sốc sau này, ốp chống trời cốp sau này, ốp tay cửa chống xước này, dán phim cách nhiệt chính hãng này, đầy đủ hết các bạn nhé. Ốp cản sau, cản trước, không thiếu cái gì cả các bạn nhé. Đấy, mà đây là phiên bản máy dầu hai cầu, hàng hiếm có tại thị trường Việt Nam. Ở cả miền Bắc này mới có một xe thôi. Đấy, cả miền Bắc này có một xe. Con này cũng có thể tiết kiệm được khoảng tầm, xe này sản xuất năm 2018 các bạn nhé, tiết kiệm khoảng tầm 500 triệu. Xe này khi mua mới cả đăng ký vào cũng là 1.600.000.000. Và xe này tiết kiệm được 500 triệu khi mà các bạn mua xe mới các bạn nhé. Tiết kiệm 500 triệu khi các bạn mua xe mới. Xe này chúng tôi đang chào bán với cái mức giá có 1.128.000.000 thôi, và giá có thể thương lượng được. Anh chị em nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì có thể hỗ trợ trả góp đến 70%, chỉ cần chuẩn bị 388 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0.64% một tháng. Một lần nữa thì xin gửi lời chúc sức khỏe quý anh chị các bạn. Chúc anh chị và thật nhiều sức khỏe, thành công và càng may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.